Phong Thầy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng giới thiệu cũng như hướng dẫn đến các quý vị một trong những món vật phẩm phong thủy hàng đầu mà chúng ta cần phải sử dụng đến để hóa giải những trường hợp sát khí tác động đến ngôi nhà chúng ta trong quá trình mà xây dựng lên ngôi nhà. Trong trường hợp mà chúng ta chú ý rằng là trong quá trình chúng ta thiết kế lên ngôi nhà, nếu như không có sự tư vấn từ phía chuyên gia thì rất dễ gặp phải những trường hợp sát khí, đặc biệt là ngoại sát khí tác động đến ngôi nhà mà lại không có phương án hóa giải, cũng như là không có phương án mà chúng ta tính toán ngay từ ban đầu thì rất dễ gặp phải. Vậy thì trong quá trình mà nếu như gặp phải rồi, bây giờ mà xoay hướng nhà thì cũng không xoay được, mà để mà loại bỏ cái trường hợp mà sát khí tác động đến như thế thì cũng rất khó. Ví dụ như cả một ngôi nhà nó xây rồi mà nó phạm phải ngôi nhà chúng ta thì cũng không thể nào mà chúng ta nhấc cái ngôi nhà phạm sát kia đi ra để mà ngôi nhà chúng ta tốt được, đúng không ạ? Vậy chỉ có cách là chúng ta sẽ cần phải sử dụng những món vật phẩm phong thủy mà thôi. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quan tâm đến chức năng của một trong những cái loại gương rất là quan trọng, có gọi là gương bát quái gỗ đào. Thì tại Phong Thủy Thái Nguyên thì lại có 3 phiên bản gương bát quái gỗ đào, tùy theo cái mục đích khác nhau khi chúng ta sử dụng, cũng như là tùy theo cái trường hợp mà chúng ta bị sát khí như thế nào, thì Đức Trung sẽ cùng chia sẻ đến các quý vị từng loại gương một nhé. Ở đây sẽ là hình ảnh của 3 loại gương mà chúng ta sẽ cùng cần phải biết. Thứ nhất là gương bát quái gỗ đào cầu lồi, thứ hai là gương bát quái gỗ đào hổ phù, và cái thứ ba đó là gương bát quái gỗ đào mà in hình hổ phù ở trên gương bát quái. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp để mà cùng nắm bắt cái từng loại gương như nào, cũng như là chức năng sử dụng ra làm sao nha. Thứ đầu tiên chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem phía bên trong chiếc gương này là chiếc gương gì nhé. Đây là chiếc gương bát quái gỗ đào cầu lồi các quý vị nha. Khi mà chúng ta thỉnh chúng ta sẽ chú ý là ở phía đằng sau đây được đánh tích vào cái ô nào thì trong hộp chính là chiếc gương đó. Và đây Đức Trung sẽ cùng chia sẻ đến các quý vị đầu tiên, đó là gương bát quái gỗ đào cầu lồi. Như ta biết một điều đó là chất liệu gỗ đào là chất liệu gỗ hàng đầu mà được các phong thủy sư cũng như là các pháp sư sử dụng trong cái quá trình chúng ta ứng dụng phong thủy. Vậy thì mỗi một cái loại gương gỗ đào khác nhau thì nó đều có cái công hiệu rất giống nhau ở cái đặc điểm đó là từ chất liệu, đó là chất liệu gỗ đào, bởi vì nó mang cái công hiệu tịch tà hóa sát rất là lớn. Chất liệu gỗ đào thì các phong thủy sư cũng sử dụng để mà chế tác lên các loại ví dụ như là hồ lô gỗ đào hoặc là kiếm gỗ đào để mà chảm bỏ thị phi hoặc tịch tà hóa sát, đúng không ạ? Và trước mặt quý vị đây là chiếc gương bát quái gỗ đào cầu lồi. Hình ảnh thiết kế của chiếc gương này đó là sẽ có một cái gương lồi là trung tâm ở giữa. Chiếc gương này có khả năng phản chiếu và đặc biệt nó được thiết kế là lồi ra nhé. Và tiếp theo đó là hình quẻ tiên thiên bát quái được khắc nổi ở phía bên trên này. Đồng thời là các hình ảnh của hệ thống cửu tinh được in ở trên này, đúng không ạ? Tham cự lộc văn liêm vũ phá rồi là tả hữu, đúng không ạ? Được in rất là kỹ ở trên cái đồ hình của cái chiếc gương này để mà nó mang lại những cái nguồn năng lượng của tự nhiên, cũng như mang lại cái nguồn năng lượng của vũ trụ, cũng như là đều là những cái hình tượng duy nhất ở trong phong thủy mang cái công hiệu tịch tà hóa sát rất là tốt. Đối với trường hợp tại sao chúng ta cần phải sử dụng chiếc gương bát quái gỗ đào cầu lồi này, trong trường hợp ngôi nhà chúng ta bị phạm phải ngoại sát khí, đặc biệt là ngoại sát khí tác động đến cái hướng cửa nhà. Bởi vì cửa nhà chính là đại môn, là nơi nạp khí trong ngôi nhà. Nếu nạp được vượng khí thì cả ngôi nhà trở nên là cát lợi. Nếu như nạp phải hung khí thì ngôi nhà nó trở nên gặp phải sát khí và đều bất lợi đối với các thành viên gia đình. Một trong những cái sát khí tác động đến là những cái ngoại sát khí mà chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ như là đường đâm thẳng vào nhà, hoặc là bị liêm đao sát, tức là cả một đoạn đường cong mà nó chiếu thẳng đến ngôi nhà chúng ta. Hoặc là những cái hình ảnh về thương sát, tức là những cái vật nhọn hay những cái góc sắc nhọn mà nó chiếu đến ngôi nhà chúng ta, thì đấy đều là những trường hợp sát khí mà chúng ta cần phải tính toán đến cũng như cần phải hóa giải. Nếu như một ngôi nhà thường ạ, nếu như một ngôi nhà mà gặp phải nhiều sát khí thì có lẽ chúng ta không nên lựa chọn đấy là nơi cư ngụ, tức là nơi ở. Nhưng nếu trường hợp mà nhỡ may mà chúng ta ở rồi mà không có cơ hội chuyển đi nơi khác, hoặc là chưa có cơ hội, thì chúng ta buộc lòng cần phải hóa giải tại cái ngôi nhà chúng ta đang ở đó để bảo trợ thêm nhiều sức khỏe gia đình chúng ta. Vậy thì gương gỗ đào hổ phù là một trong những chiếc gương mà chúng ta cần phải sử dụng đến. Với cái hình tượng là chiếc gương cầu lồi như thế này thì nó có cái tác dụng đó là phản lại cái nguồn sát khí, phản lại cái nguồn khí mà mang yếu tố sát đến với ngôi nhà chúng ta. Và đặc biệt rồi, chắc chắn chúng ta cần phải treo ở phía bên trên cái bờ mi cửa, đúng không ạ? Tức là treo phía cửa chính và treo phía bên trên. Tại các vị trí mà bất cứ gia đình nào cũng treo cái gương bát quái thông thường ạ. Nhưng chiếc gương bát quái thông thường thì về cơ bản là nó cũng không có sự chính xác. Nhiều cái chiếc gương này còn in sai cả đồ hình âm dương, và cũng không có chiếc gương lồi để mà phản lại cái sát khí, đặc biệt chất liệu thì cũng không có đảm bảo. Do vậy là chúng ta cần phải sử dụng đúng cái chất liệu để phát huy công hiệu cao nhất.
thì với cái mặt của chiếc gương này, nó chiếc gương lồi, thì khi mà sát khí chiếu đến bất cứ phương diện nào thì đều có cái tác dụng là phản lại. Đồng thời rằng là đồ hình âm dương, đồ hình quẻ thiên tinh bát quái và đồ hình thủ tinh ở đây đều có tác dụng là tịch tà hóa sát rất là tốt. Phía đằng sau chiếc gương này thì được in chiếc phù trấn trạch của đạo gia với cái công hiệu đó trấn trạch chí bảo, cũng như là chiêu tăng thêm yếu tố về tài lộc cho gia đình, và được in bằng mực đỏ chú sa để tăng cái công hiệu về hóa sát rất là kỹ càng. Và với chiếc gương này thì chúng ta chú ý là cũng cần phải sử dụng theo cái năm tháng ngày giờ mà Phong Thủy Nguyên đưa ra. Và tại Phong Thủy Nguyên thì vật phẩm này đã được khai quang trì chú rất là công hiệu, rất là kỹ càng rồi, để chúng ta có thể yên tâm tuyệt đối nha. Đây là một chiếc gương mà để hóa giải trường hợp ngoại sát khí tác động đến ngôi nhà mà chúng ta cần phải lưu tâm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở một chiếc gương gỗ đào tiếp theo để chúng ta cùng nắm bắt được nhé. Và chúng ta có 3 chiếc hộp cơ. Chiếc hộp thứ hai được đánh dấu tích phía đằng sau đó là chiếc bát quái hổ phù gỗ đào, và chúng ta sẽ cùng mở ra xem như thế nào. Rồi, và trước mặt các quý vị đây là chiếc gương gọi là gương hổ phù gỗ đào bát quái, thì chúng ta biết rằng là đây là một chiếc gương mà Phong Thủy Nguyên và Thầy Tam Nguyên đã hướng dẫn các gia chủ rất nhiều trong cái trường hợp nó hóa giải cái gì, hóa giải trường hợp nhà vệ sinh bị phạm sát. Chúng ta biết rằng là công năng của nhà vệ sinh là công năng mà rất dễ, nếu như chúng ta không biết cách thiết kế hoặc là đặt sai vị trí thì nó mang lại hung họa rất là nhiều. Và đặc biệt là đối với các cái ngôi nhà mà thiết kế sẵn, sau đó gia chủ mua đến ở, hoặc các ngôi nhà chung cư, thì đặc biệt các công năng nhà vệ sinh hay bếp này càng dễ phạm phải, bởi vì người ta không biết là thiết kế cho ai, do đó rằng là cũng cái tỷ lệ rủi ro mà phạm phải các thành viên trong gia đình rất là cao. Và các cái hình thế như thế nào thì gọi là phạm sát, thì về cơ bản có một số những cái hình thế phạm sát sau mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất, đó là nhà vệ sinh đặt vào vị trí càn cung, tức là vị trí phương Tây Bắc ở trong nhà. Như chúng ta biết một điều đó, trong dịch học thì càn cung là tượng của người đàn ông lớn trong nhà, càn là trời, do đó đây là tượng của người đàn ông lớn trong nhà, tức là người chồng, người cha trong nhà. Phương Tây Bắc tức là càn cung này thì tuyệt đối tránh cái việc khuyết hãm, mất góc hoặc là đặt các công năng hung ở trong đó, ví dụ như là hố rác, rồi là bể phốt, hoặc là bếp, hoặc là nhà vệ sinh. Thì trong những trường hợp nếu như nhà vệ sinh mà đặt phải vị trí càn cung này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người đàn ông trạch chủ trong ngôi nhà, tính khí, rồi là sức khỏe, rồi sự nghiệp đều sẽ ảnh hưởng rất lớn, thì cũng đều cần phải sử dụng chiếc gương này để hóa giải. Trường hợp thứ hai đó là nhà vệ sinh đặt vào cung bản mệnh. Cung bản mệnh ở đây đó tính theo cái vị trí cung theo thập nhị địa chi, theo vòng 24 sân hướng, đúng không ạ? Thì nếu như phạm phải cung tuổi của người nào thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp người đó. Lấy ví dụ như là trong ngôi nhà có tuổi 1983 Quý Hợi thì phương Hợi nó nằm ở phương Tây Bắc. Nếu mà đặt nhà vệ sinh phương Tây Bắc này thì vô tình lại còn phạm cả sát khí của càn cung và phương Tây Bắc luôn, tức là cung Hợi luôn. Thì tôi lấy ví dụ một tuổi khác đi. Sinh năm 1991 Tân Mùi đi. Nếu như một gia chủ sinh năm 1991 Tân Mùi, phương Mùi nó nằm ở phương Tây Nam. Vậy thì nếu như cái nhà vệ sinh tính từ tâm của ngôi nhà chiếu ra cái phương Tây Nam mà đặt kịch ở đó lại cái nhà vệ sinh, thì gọi là cái nhà vệ sinh đó đặt vào phương bản mệnh của tuổi Mùi, thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Thì cái người tuổi Mùi này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sức khỏe này, tài lộc, công danh, sự nghiệp chắc chắn đều có sự ảnh hưởng luôn, và ở cái nhà đó chắc chắn không vượng. Trường hợp thứ ba mà nhà vệ sinh phạm phải đó là đặt vào cái phương gọi là đặt vào trung cung, đặt vào phương chính giữa ngôi nhà, gọi là đặt trung cung. Trung cung thì chúng ta xác định bằng cách là lấy giao điểm của hai cái đường góc chéo của cái phần móng ngôi nhà, thì ra điểm ở giữa. Ra điểm ở giữa đây đính chính là cái vị trí trung cung. Và nếu như nhà vệ sinh chúng ta đặt ở vị trí trung cung này thì nó đều không tốt, bởi vì trung cung là nơi tụ khí, và nếu như không tụ được cát khí mà lại tụ vào phải uế khí thì nó có sự ảnh hưởng rất nhiều đến các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là vào những năm gì? Đặc biệt là vào những cái năm mà có sao xấu đáo vào trung cung, ví dụ như năm của ngũ hoàng đại sát đáo đến, hoặc là năm mà có nhiễm bệnh phù hay tam bích thị phi đáo đến, thì đều có sự ảnh hưởng rất lớn đối với các thành viên trong gia đình. Do vậy rằng là những ngôi nhà nào mà có nhà vệ sinh phạm vào trung cung, đặc biệt vào ví dụ năm 2022 là sao ngũ hoàng đại sát nhập vào trung cung, thì những ngôi nhà nào có nhà vệ sinh nhập vào trung cung như thế thì đều có sự tác động rất lớn đến với tất cả thành viên trong gia đình mà chúng ta cần phải chú ý. Do đó chúng ta cũng cần phải sử dụng chiếc gương gỗ đào hổ phù này chúng ta xử lý đến. Cái trường hợp tiếp theo nữa mà chúng ta cần phải sử dụng đến chiếc gương này đó là trong trường hợp chúng ta mở cửa chính của ngôi nhà ra, lại nhìn thẳng ở đâu, lại nhìn thẳng vào cửa nhà vệ sinh, thì đây là một trong những trường hợp phạm sát rất là cổ điển mà chúng ta cần phải chú ý. Và nếu như kiến trúc sư nào mà thiết kế là phạm phải sát khí này thì tôi cho rằng là cái kiến thức cũng như là kỹ năng của người kiến trúc sư này rất tệ, bởi vì rằng là khi mà mở cửa chính ra thì luồng cát khí nạp vào trong ngôi nhà,
thì lại trôi tuột vào trong nhà vệ sinh, là nơi uế khí và âm khí thì gần như triệt tiêu hết tất cả vượng khí của ngôi nhà này rồi, thì làm sao mà phát vượng được, đúng không ạ? Do đó là nếu như nhà vệ sinh mà đặt và cửa chính lại mở thẳng vào cửa nhà vệ sinh thì đây là một trong những lỗi sai phong thủy rất lớn mà chúng ta cần phải chú ý. Bốn cái lỗi sai này chúng ta đều cần phải xử lý bằng cách treo chiếc gương gỗ đào hổ phù này tại cái cửa chính của cái nhà vệ sinh đó, và chúng ta treo phía bên trên để mà hóa giải cái trường hợp sát khí này. Hình tượng của gương gỗ đào hổ phù, thứ nhất là đồ hình âm dương, bát quái đây là quẻ tiên thiên bát quái được khắc nổi ở trên này, đúng không ạ? Và sau đó đây hình của hổ phù để tăng cái công hiệu là tịch tà hóa sát, và cũng như các cái hình ảnh hình tượng của cái ngọn lửa như này để mang cái công hiệu hóa sát rất là cao, và cũng được kết bởi sợi nhí các tầng kết và vô tận kết bồ, và đặc biệt là được đính thêm một cái hạt gọi là đính thêm một quả hồ lô bằng gỗ ngọc am ở đây để mà tăng thêm cái công hiệu là tịch tà hóa sát cho cái sản phẩm. Do vậy rằng là với cái sản phẩm gương gỗ đào hổ phù, đây là một trong những vật phẩm mà thầy Tam Nguyên nghiên cứu và chế tác ra với cái mong muốn rất lớn, đó là hóa giải trường hợp nhà vệ sinh phạm phải càn cung. Bởi trong suốt những cái năm mà thầy Tam Nguyên nghiên cứu chưa ra được sản phẩm này, thầy rất chăn trở trong cái việc khi mà khảo sát rất nhiều ngôi nhà mà nhà vệ sinh đặt vào cung Tây Bắc mà không có phương án nào mà xử lý nó tối ưu nhất. Và đến mãi về sau trong quá trình mình nghiên cứu về dịch học hay là tham khảo các mệnh sư thì bất cứ các thầy đều đưa ra lời khuyên nó cần sử dụng đến một chiếc gương, đặc biệt đó là gương bát quái gỗ đào hổ phù để xử lý đến. Và đây là sản phẩm mà thầy Tam Nguyên đã cho ra mắt trong vài thời gian tới, và cho đến ngày hôm nay thì Phong Thủy Tam Nguyên đã đóng gói lại bao bì rất là kỹ càng để quý vị có thể là nhận được những vật phẩm chất lượng, cũng như là được chú ý là thỉnh đúng cái vật phẩm tại nơi uy tín để vật phẩm phát huy được công hiệu cao hơn. Đây là chiếc gương gỗ đào hổ phù mà chúng ta sử dụng để xử lý cái nhà vệ sinh phạm sát, là xử lý ở phần nội cục chứ không phải treo phía bên ngoài nha. Và chúng ta sẽ cùng xử lý đến một chiếc gương tiếp theo, đó là gương một chiếc gương gỗ đào khác mà được in cái hình hổ phù lên phía bên ngoài với cái phong cách thiết kế tương tự như là chiếc gương bát quái gỗ đào cầu lồi, nhưng mà ở mặt giữa không phải là gương cầu lồi mà lại là mặt của hổ phù các quý vị ạ. Mặt của hổ phù nó khác một chút so với chiếc gương gỗ đào cầu lồi đây. Thế chúng ta sẽ so sánh hai chiếc gương. Đó nó sẽ khác một chút giữa hai chiếc gương này, đây là chiếc gương gỗ đào cầu lồi này và đây là chiếc gương gỗ đào hổ phù này. Với hai chiếc gương này thì công hiệu về cơ bản rằng là nó sẽ có sự khác nhau một chút. Với chiếc gương gỗ đào hổ phù thì vẫn thiết kế dựa trên cái đồ hình là quẻ tiên thiên bát quái nạp phía bên ngoài để mang năng lượng vũ trụ, đồng thời là các cái đồ hình của cửu tinh tham cự lộc văn liêm vũ phá tả hữu, đúng không ạ, được in ở phía bên ngoài này để mà mang cái năng lượng của vũ trụ khởi sinh, mang công hiệu tịch tà hóa sát. Và phía ở giữa lại là hình tượng của hổ phù. Hình tượng hổ phù là hình tượng của quyền uy, là hình tượng của thị phi, trảm thị phi và hình tượng của người quân tử. Do đó rằng là với cái việc chúng ta sử dụng cái vật phẩm mà được khắc chế cái hình hổ phù này, vừa để mang cái yếu tố là chấn giải những cái yếu tố về tà ma ngã quỷ, sát khí, cũng như là tịch bỏ những cái yếu tố về tà ma ngã quỷ xâm nhập đến ngôi nhà chúng ta. Do đó những ngôi nhà mà gần đình đền chùa miếu phủ này, những ngôi nhà mà gần bệnh viện hoặc là gần nơi công quyền hoặc là gần nơi mà ô uế thì đặc biệt chúng ta cần phải sử dụng chiếc gương này để chúng ta treo. Thứ nhất là gỗ đào mang yếu tố tịch đào hóa sát. Cái thứ hai là hình tượng của hổ phù để hóa giải thị phi, đặc biệt những ngôi nhà mà gần nơi công quyền, đối diện những nơi công quyền thì đặc biệt cần phải sử dụng cái vật phẩm với gương gỗ đào hổ phù này để mà xử lý. Phía đằng sau thì cũng được in phù trấn trạch của đạo gia để mà tăng công hiệu trấn trạch chi bảo, cũng như là tăng thêm yếu tố về phúc tài lộc thọ cho gia đình. Và đây là chiếc gương mà chúng ta cần phải chú ý để mà xử lý đến. Tất cả những chiếc gương này thì đều được Phong Thủy Tam Nguyên nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để mà chế tác, cũng như là khai quang nạp chú xem ngày giờ sử dụng rất là công phu để chúng ta có thể là sử dụng một vật phẩm phát huy công hiệu một cách tuyệt đối và cao nhất. Để mà tư vấn chi tiết hơn về vật phẩm cũng như là nắm bắt từng hình thế phạm sát của những ngôi nhà thì quý vị hãy gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên, hoặc quý vị cũng thể truy cập vào website là phongthuytamnguyen.com để tìm hiểu thêm những vật phẩm này, cũng như có thể đặt mua vật phẩm ở trên đó, hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Tam Nguyên ở Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để được tư vấn cách kỹ càng hơn. Rất mong rằng là những vật phẩm mà Phong Thủy Tam Nguyên chia sẻ cũng như Đức Trung chia sẻ sẽ là một trong những cái liều thuốc hữu ích để mà hóa giải những cái trường hợp ngôi nhà chúng ta đang bị phạm phải sát, cũng như là mang lại cái yếu tố phong thủy đắc lợi hơn cho ngôi nhà chúng ta. Xin cảm ơn, cũng như rằng là hãy bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.